Xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang có mặt tại sân bóng đá 7B và các quý vị khán giả đang theo dõi trận công hôm nay trên Phủ Lâm Đồng. Trước mặt nhỏ quý vị sẽ là trận đấu giữa Bơn Sàn Bùi Gia, đội bóng chủ nhà, và The Cool Shop FC. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình của cả hai đội như sau. Đội bóng chủ nhà Bơn Sàn Bùi Gia sẽ ra quân trong trang phục màu vàng, chạy chân giữ khung thành bên tay trái mà nhỏ quý vị và các bạn. Trong khung thành của Bơn Sàn Bùi Gia sẽ là thủ thành số 1 Trần Sang. Đội hình xuất phát của họ sẽ bao gồm những vị trí như sau: số 2 Vân Đỗ, số 11 Văn Quân, số 10 Văn Đoàn và số 9 Hải Dương. Đó là đội hình xuất phát của Bơn Sàn Bùi Gia tiếp cận trận đấu với The Cool Shop FC. Và trong cái đó, The Cool Shop FC sẽ dẫn giữ khung thành bên tay phải mà nhỏ quý vị và các bạn trong trang phục màu xanh đen. Trong khung thành của họ đó là cầu thủ số 6, đó là Văn Anh. Và những vị trí xuất phát của họ bao gồm những vị trí như sau: số 30 Phương Bình, số 2 Duy Khương, số 9 Lê Vũ và số 11 là Cucu. Đó là đội hình xuất phát của The Cool Shop FC để tiếp cận trận đấu với Bơn Sàn Bùi Gia ngày hôm nay. Trước khi trận đấu này diễn ra, đó là vào khoảng thời gian buổi sáng ngày hôm nay, The Cool Shop FC đã có một cuộc đối đầu đối với Sôi Gà Sona và họ để thua với tỷ số 5-9. Rất hoan nghênh những tinh thần của họ trước khi họ gặp những đội bóng mạnh trong giải đấu. Nhưng tinh thần của họ là rất vững vàng, dứt điểm. Và dứt điểm là của Lê Vũ về phía khung thành của Trần Sang. Những sự cọ sát như vậy sẽ là điều rất tuyệt vời dành cho Duy Khương. Duy Khương đã tỏa sáng và đánh bại được thủ thành Trần Sang. 1-0 dành cho The Cool Shop FC. Một đội bóng mà họ để thua hai lần, nhưng lần này chưa chắc đã là câu chuyện lặp lại. Và họ đã có một bàn thắng quan trọng vào lưới Trần Sang. Tỷ số đã được mở cho The Cool Shop FC 1-0. Người ghi tên mình vào bảng tỷ số đầu buổi chiều ngày này đó là Duy Khương. Văn Đoàn dứt điểm. Hải Dương đã không thể kiểm soát được tình hình. Lên bóng dành cho The Cool. Phương Bình. Văn Đoàn, cơ hội đây rồi, Hải Dương dứt điểm, lại chọn vào vị trí thủ thành Văn Anh đang đứng. Duy Khương, người đã có một bàn thắng đầu tiên quan trọng dành cho The Cool. Và rõ ràng đội bóng chủ nhà đó là Bơ Sà Bùi Gia sẽ không được phép chủ quan. Hải Dương, đường truyền bắt bài rồi. Phương Bình, Duy Khương, hai vị trí quan trọng và chơi có kỹ thuật, sự khéo léo trong đội hình của The Cool, đó là số 2 Duy Khương và số 11 Cucu. Đó là những vị trí và những điểm nhấn của The Cool Shop FC. Rõ ràng kinh nghiệm trận mạc của họ là chưa nhiều, nhưng ngày hôm nay họ đã có những bước tiến quan trọng và màn thể hiện của họ trước những đội bóng đàn anh là điều rất tuyệt vời. Phương Bình dứt điểm từ rất xa. Ở trận cầu ngày hôm nay, trong khung thành của Bơn Sàn Bùi Gia đó là Trần Sang. Trần Sang cũng đã có một trận cầu ra quân mang lại chiến thắng dành cho Bơn Sàn Bùi Gia, đó là loạt trận đầu tiên. Ở trong trận đấu thứ hai thì Xuân Lâm chính là người bắt chính cho Bơn Sàn Bùi Gia. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi sự quay trở lại của Trần Sang. Cucu lên bóng. Té rồi. Trong một trận đấu, trong một giải đấu thì Cucu chính là người được chúng tôi thống kê là người té nhiều nhất. Phương Bình. Duy Khương.
rõ ràng với một bàn thắng đầu tiên cũng là điều rất hoan nghênh tinh thần của đội Cun Sóc FC trước một đội bóng chủ nhà. Buổi chiều ngày nay chúng ta thấy sự xuất hiện của Vân Đỗ, một cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân và mang áo số 2 trong đội hình của Vân Sản Bùi Gia. Ở những trận cầu quan trọng và đặc biệt là những trận cầu mang tính tượng trưng và chụp ảnh thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của Vân Đỗ. Dứt điểm, một lần nữa đã phải thử tài chân sang. Quan trọng là phải như vậy. Lên bóng Văn Đoan, 2-1, lại không thể xử lý. Trong buổi sáng hôm nay, Văn Đoan chính là người có một cú đúp, nhưng cú đúp đó một nửa sẽ chia cho Thành Khiêm. Hải Dương dứt điểm, đã có bàn thắng thứ sàn bằng dành cho Bông Sàn Bùi Gia. Một pha dứt điểm tưởng chừng như vô hại nhưng lại có hại. 1-1 dành cho hai đội bóng. Một trận cầu không quá quan trọng về mặt điểm số và bây giờ họ rất tự tin thể hiện trên sân. Những pha dứt điểm liên tiếp về phía ông Thành của Trần Sang. Coco chính là người đá bền cho đội Cun Sóc FC. Phương Bình vẫn là Phương Bình, không thể vượt qua được Vân Đỗ. Văn Đoàn, Vân Đỗ đã cắt bóng Hải Dương. Văn Đoàn dứt điểm. Tình huống dứt điểm cầu may của Văn Đoàn. Duy Khương chọc khe dắt tay Lê Vũ không kịp với tình huống băng ra của Trần Sang. Coco, Văn Đoàn lên bóng, đã bị bắt bài rồi, đã biên cho đội Cun Sóc FC. Xin chào Bò Đình, xin chào Lê Hải Sơn và xin chào tất cả quý vị khán giả. Một tình huống dứt điểm theo kiểu Rabona của Duy Khương nhưng bất thành. Và trên sân lúc này đang có những hạt mưa. Đó là điều mà chúng tôi không mong muốn. Khi buổi sáng ngày hôm nay góc quay của chúng tôi, camera chúng tôi đã bị nhòe bởi những hạt mưa rất khó chịu. Lên bóng Lê Vũ. Sao? Văn Đoàn. Ai vậy hả? Lên bóng dành cho Đờ Cun, bị bắt bài rồi. Văn Quân can thiệp rất hay của Coco trước tình huống lên bóng của Văn Quân. Xin chào Thành Công, chào Thế Long và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại sân bóng đá 7B
cũng như các quý vị khán giả đang theo dõi chúng tôi trên Phủ Lâm Đồng. Nếu như quý vị nào yêu quý chúng tôi, dứt điểm không vào tình huống ra trận của số 10 Văn Đoàn. Rất may mắn cho khung thành của đội của Soi Sê, tình huống đã là khoảng trống cho khung thành. Lê Vũ dứt điểm, góc sút là quá hẹp. Duy Khương, Phương Bình, những cú dứt liên tiếp của đội quân Sao FC hướng về phía khung thành của Trần Sang. Cú sút nữa là của Phương Bình. Dứt điểm. Xin chào Quý Ao, chào Lê Toàn và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chúng tôi trên Phủ Lâm Đồng. Quý vị nếu như quý chúng tôi, quý vị có thể bấm like, bấm theo dõi chúng tôi trên Phủ Lâm Đồng, cũng như thả tim chia sẻ video giúp chúng tôi để chúng ta có thêm những khán giả mới theo dõi trận cầu ngày hôm nay, để cổ vũ cho hai đội bóng Bân Sản Bùi Gia, đội bóng chủ nhà, và đội Côn Sóc FC trong khuôn khổ giải bóng đá Tứ Hùng năm 2020 tranh cúp Bân Sản Bùi Gia. Trong khuôn khổ giải đấu sẽ có 4 đội bóng tham gia, đó là đội bóng chủ nhà Bân Sản Bùi Gia, Bro FC, Sôi Gà Sơn FC, đội Côn Sóc FC. Phương Bình dứt điểm đi, khá lập bập. Và để cho giải đấu được diễn ra một cách thành công tốt đẹp, chúng tôi ban tổ chức cũng xin cảm ơn những nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này, đó là nhà tài trợ Bân Sản Bùi Gia, Hòm Thầy Chiêu Hầu Xây Dựng Trường Phát, Bân Sản 678 và cửa hàng thể thao Vietsport đã là nhà tài trợ chính cho giải đấu lần này, cũng như góp phần cho giải đấu được diễn ra thành công tốt đẹp. Buổi chiều ngày nay chúng ta sẽ có 3 loạt trận. Và trong khuôn khổ giải đấu cũng như điều lệ của giải đấu, chúng ta sẽ tìm ra hai đội bóng tốt nhất để chơi trận cầu chung kết. Bân Sản Bùi Gia, họ đã có tấm vé đầu tiên. Chúng ta sẽ tìm ra tấm vé thứ hai, bước đến trận đấu cuối cùng. Dứt điểm. Duy Khương lên bóng. Đây là Cucu. Xin chào bạn, xin chào cô em. Xin kính chào tất cả quý vị. Dứt điểm đi, không vào. Cú sút ở thời điểm quan trọng lại thiếu đi lực. Đó là những điều mà đội Côn Sóc FC sẽ phải kiếm tìm trong những khoảng thời gian tới. Họ sẽ cần một vị trí tiền đạo và một vị trí thủ môn nếu muốn bước ra sân chơi lớn. Xuân Sang. Bây giờ thì những cơn mưa đã nặng hạt hơn rất nhiều. Dứt điểm. Lên bóng. Có ơi, Lê Vũ không kịp dứt điểm từ tình huống băng ra của Trần Sang. Rất khó. Ăn trận nữa là về chung kết. Cơn mưa đã nặng hạt hơn rất nhiều. Văn Đoàn. Xin chào anh Lê Hồng Hiếu của Bình Sa Long, chào Đèo Minh Đức, chào ông Bầu Long Võ cũng đang theo dõi trận cầu ngày hôm nay, trận cầu giữa Bân Sản Bùi Gia và đội Côn Sóc FC trong khuôn khổ giải bóng đá
Tớ Hùng tranh cúp Bất Động Sản Bùi Gia lần thứ nhất năm 2020. Vân Đỗ. Cô cu. Rất khó, quá dài. Lê Vũ. Vân Đỗ được bóng vào. Cái này là của em à? Dạ, nhưng anh không được kết nối đâu. Cô cô đối chuyền dài lại trúng vào chân của Vân Đỗ. Xuân Sáng. Ngày hôm nay trong đội hình của Bất Động Sản Bùi Gia rất nhiều những vị trí quan trọng chưa được tung vào sân, và chắc chắn họ sẽ có những tính toán ở cho trận cầu. Văn Đoàn. Xuân Sáng, Xuân Sáng trả bóng ngay Thanh Kiếm. Ngay sau khi vào sân, Thanh Kiếm đã có cho mình một bàn thắng, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Bất Động Sản Bùi Gia. 3-2 và họ đã có thêm bàn thắng nâng tỷ số dẫn trước đội cổ so FC. Trả bóng không có một vị trí nào của đội Côn băng lên trong tình huống vừa rồi. Văn Đoàn. Đội chuyền dài dành cho Vân Đỗ. Trả bóng cho Thành Khiêm nhưng bất thành. Có ơi, Duy Khương. Thời điểm quan trọng lại không thể xử lý. Quá đáng tiếc dành cho đội Côn Sóp FC. Cú cú 1-2 không vào. Hai cơ hội liên tiếp của Duy Khương hướng về phía khung thành của Trần Sang. May mắn cho thành Trần Sang. Văn Đoàn. Thành Khiêm. Thành Khiêm qua người rồi, dứt điểm. Lại không được. Phương Bình. Xuân Sáng. 3-2. Rất nhiều những vị trí của đội Côn Sóp FC đã không lùi về trong tình huống vừa rồi. Đội Côn Sóp FC đã để thua 2 trận và chắc chắn tấm vé đối với họ là điều xa xỉ, nhưng điều đó không quan trọng trong những giải đấu như vậy. Quan trọng đó là đội Côn Sóp FC, anh em được chơi cùng nhau, đó là một điều rất đáng quý, cũng như sự cọ sát của họ trong những giải đấu để họ chuẩn bị bước ra sân chơi lớn trong những mùa giải tiếp theo. Duy Khương, Duy Khương, Duy Khương rất khỏe, rất nguy hiểm. Đã có tình huống san bằng của đội Côn Sóp FC. Duy Khương chính là người có cú đúp trong ngày hôm nay.
Và đã giúp lần thứ hai đội quân Soi FC đã có thể lấy lại thế trận phần mình với Bơn Sản Bùi Gia. Dứt điểm vào trong khung thành bỏ trống khi đã loại bỏ được thủ thành Trần Sang. Xuân Sáng. Xin chào Công Tình, chào Đặng Gia Kha, chào Tuấn Nguyễn, Tây Adam. Trong đội hình của Bất Xả Bùi Gia có sự xuất mặt, xuất hiện của Xuân Sáng. Thành Khiêm đưa bóng vào, quá hẹp rồi, nhưng bóng đã đi hết đường biên ngang. Chào Nam Anh, chào Tây Adam. Đội hình của Sôi Gà Sona sáng ngày hôm nay họ có một trận thua tơi tả. Ở loạt trận thứ hai thì họ lại thắng như trẻ tre. Và họ đang có 3 điểm. Chào Khánh Lộc, chào trọng tài Võ Duy Cảnh cũng đang theo dõi trận cầu ngày hôm nay. Coco chuyển bóng dài, số 8 Lữ Đức Bình đã được đưa vào sân. Vẫn đó, đây rồi, pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của Thành Khiêm. Phong độ là điều cần phải nói. Một thế trận không thể không ghi bàn, nhưng Thành Khiêm đã không thể xử lý. Một pha bỏ lỡ nữa của Thành Khiêm. Xuân Sáng dứt điểm. Thành Khiêm rất đáng tiếc, vẫn chưa vào. Duy Khương. Nguyễn Vương, một bàn thắng quan trọng đã giúp được cùng sắp đá vươn lên rất trước Bất Xả Bùi Gia. Thế trận rất hay. Cú dứt điểm của Nguyễn Vượng đã giúp cho đội bóng của mình lần đầu vươn lên dẫn trước. Rất hay thưa quý vị. 3-2. Với một cú đúp của Duy Khương, một bàn thắng của Nguyễn Vượng đã dẫn cho đội quân có những lợi thế trước đội bóng chủ nhà. Duy Khương, nỗ lực của Duy Khương. Lỗi rồi, đá phạt cho đội quân. Để xuống nghe. Quên mất. Xuân Sáng dứt điểm từ rất xa. Phạt góc cho Bơn Xoài Bùi Gia. Thế Bình đưa chuyền dài. Tình huống can thiệp của Vân Đỗ. Ở trận cầu này Bất Xả Bùi Gia không quá quan trọng về mặt hiệu số vì họ đã có một tấm vé. Cười! Lại không dứt điểm. Giật bóng để làm gì rồi cơ hội lại giật qua. Thế Bình, Thành Khiêm nhà bóng về, dứt điểm cho không thành trống.
không được. Thành Khiêm đang đứng trước bóng. Thành Khiêm trả bóng Xuân Sáng, Vân Đỗ rất chạy, cú sút tưởng rằng không có gì sát thương của Vân Đỗ lại được chuyển hóa thành bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên của Vân Đỗ trong các giải đấu đã giúp cho Vân Sản Bùi Gia lấy lại thế trận 3-3. Và đó cũng là tiếng còi mãn cuộc hiệp thi đấu đầu tiên giữa Vân Sản Bùi Gia và Cún Sóp FC. Tỷ số tạm thời lúc này kết thúc là 3-3. Và chúng ta sẽ chờ đợi trong ít phút để đón xem hiệp thi đấu thứ hai giữa hai đội. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai giữa Vân Sản Bùi Gia và Cún Sóp FC. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, cả hai đội đang hòa nhau với tỷ số 3-3. Và bây giờ chúng ta sẽ đón chờ hiệp thi đấu thứ hai, hai đội sẽ thể hiện như thế nào. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, Duy Khương đã có cho mình một cú đúp cộng thêm một bàn thắng của Nguyễn Vượng. Trong khi đó, đội hình Vân Sản Bùi Gia
hai bàn thắng, ba bàn thắng đó đến từ ba vị trí, đó là Hải Dương, Thành Khiêm và Vân Đỗ. Hiệp thi đấu thứ hai này, số 7 Quốc Hoàn đã được đưa vào sân trong đội hình của Vân Giảm Bùi Gia. Trong khi đó, đội quân số FC cũng có những điều chỉnh vị trí, đó là số 17 Thanh Hải đã được đưa vào sân. Chào Tuấn Lê, chào Lam Phát, chào Minh Chiến, Hồ Bình và Trần Trung Kiên, Huy Trần và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chúng tôi trên Phủi Lâm Đồng. Quý vị hãy thả tim để cổ vũ cho hai đội bóng. Thành Khiêm cố sút lại đi sau lưới. Lên bóng dành cho đội quân số FC. Thành Khiêm xin chào anh Giang Nguyễn, chào Quốc Tuấn cũng đang theo dõi trận cầu ngày hôm nay. Duy Khương, mặt sân là khá trơn, dứt điểm. Cú đá chân là của số 30 Phương Bình. Thanh Hải, ném bên cho Bơn Sà Bùi Gia. Thành Khiêm đối mặt, dứt điểm, không được. Ngọc Quý cú sút từ khoảng cách rất xa của Duy Khương. Duy Khương coi dứt điểm. Trong khung thành là Trần Sang, và Trần Sang là một trong những thủ thành cũng chơi rất xuất sắc trong giải đấu lần này, sẽ rất khó để đánh bại. Thanh Hải, Thanh Hải, chân không thuận của Thanh Hải đã rất khó để dứt điểm. Thành Khiêm lên bóng, Thành Khiêm bên phía anh là cái trái, đó là Quốc Hoàn dứt điểm cho khung thành trống, đã giúp cho Bơm Xà Bùi Gia vươn lên dẫn trước với tỷ số 4-3. Nỗ lực lên bóng của Thành Khiêm đã mở ra khoảng trống mênh mông dành cho Quốc Hoàn, và Quốc Hoàn làm việc dễ nhất trong tình huống vừa rồi. Thanh Hải, Thanh Hải dứt điểm, phạt góc cho đội quân số FC. Ngọc Quý, Ngọc Quý dứt điểm, không thể vượt qua được hai cầu thủ áo vàng. Thành Khiêm không kịp rồi. Vân Đỗ nhập nhả rất khó chịu. Phạt góc cho Vân Sà Bùi Gia. Thế Bình chạm bóng. Duy Khương mất bóng sẽ là nguy hiểm trung thành của Đức Côn.
Thanh Kiếm. Suýt chút nữa đã có thêm bàn thắng dành cho Bọn Sàm Bùi Gia. Tình huống dứt điểm bằng đầu của Thanh Kiếm từ đường truyền của Vân Đỗ. Duy Khương đối mặt với Trần Sang rất nhanh, Trần Sang đã băng ra hỗ trợ trong tình huống mắc sai lầm của Thanh Khiêm. Duy Khương, Quốc Hoàn nhà bóng dành cho Thế Bình. Thanh Khiêm 5-3 cho Bọn Sàm Bùi Gia. Tình huống xử lý rất hay của Thanh Khiêm đã loại bỏ đi thủ thành của đội Cú Sói SC và dứt điểm vào trong khung thành trống. 5-4, 5-3 thưa quý vị. Thế Bình 3-1. Hải Dương sẽ xem Hải Dương xử lý như thế nào. Mất bóng rồi. Vân Đỗ, Quốc Quan chưa thể dứt điểm. Không Thành đã bỏ trống rồi. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 4-5 cho đội Cú Sói FC. Duy Khương lại có cho mình một hat-trick rất quan trọng. Một trận cầu rất hay của hai đội bóng và họ chơi khá cởi mở. Duy Khương rất hay. Thanh Hải chưa thể dứt điểm. Thế Bình, Hải Dương, Vân Đỗ, cơ hội đây rồi. Quốc Hoàn dứt điểm, rất khó để chạm bóng. Quý vị đang theo dõi trận đấu giữa Bọn Sàm Bùi Gia và Cú Sói FC trong khuôn khổ giải bóng đá tứ hùng tranh cúp Bọn Sàm Bùi Gia lần thứ nhất năm 2020. Và trận đấu đang được chúng tôi phát trực tiếp trên fanpage Phủi Lâm Đồng. Quý vị yêu quý chúng tôi, quý vị có thể bấm like, bấm theo dõi chúng tôi. Chúng tôi có mặt trên hai nền tảng Facebook và YouTube. Hãy tìm kiếm với từ khóa Phủi Lâm Đồng để theo dõi chúng tôi. Và đây sẽ cũng là những tư liệu quý giá dành cho các đội bóng. Họ có thể xem lại và điều chỉnh những chiến thuật hợp lý trong những mùa giải tiếp theo. Thêm phần nữa, trong những khoảng thời gian vừa rồi, đó là những khoảng thời gian mà chúng ta trở lại sau Covid. Và bây giờ cũng là những thời gian mà cơ hội tiếp tục nghỉ dài hạn rất có thể xảy ra. Những hình ảnh sẽ là điều tuyệt vời dành cho mọi đội bóng, cũng như quảng bá được hình ảnh đội bóng của mình tới với quý vị khán giả. 3-1. Thế Bình chưa dứt điểm, đã có thêm bàn thắng cho Bọn Sàm Bùi Gia. Và Hải Dương đã có cho mình một bàn thắng. 6-4 dành cho Bọn Sàm Bùi Gia. Và đội Cùng Sóc SC lúc này thể lực đã cạn kiệt. Như vậy là Hải Dương đã có một cú đúp ở trận cầu ngày hôm nay. Bình trái đâu ghi bàn hả? Nhường em đó hả? Nhường cho em đó hả? Một sự cọ sát tuyệt vời của đội Cú Sóc SC. Những trận cầu như vậy là rất quý giá. Sau khi những giải đấu như vậy kết thúc,
chắc chắn họ sẽ có những điều chỉnh hay về mặt chiến thuật nếu muốn tham gia hay bước tới những giải đấu cao hơn. Những điều chỉnh là điều cần thiết. Quốc Hoàn. Quốc Tuấn. Duy Cường dứt điểm. Chất không thành của Đơn Sang. Thế Sang. Một hai. Chưa thể dứt điểm. Duy Cường. Trước sự che chắn của Vân Đỗ, Duy Cường dứt điểm. Trần Sang đã tỏa sáng. Văn Quân. Quốc Khoản dứt điểm. Thêm bàn thắng cho Bảo Sản Bùi Gia. 7-4 cho Bảo Sản Bùi Gia ở phút thi đấu thứ 38. Văn Quân. Như vậy là số 4 Kim Lộc đã được đưa vào sân. Văn Quân. Dứt điểm. Tình huống ra chân của Hải Dương. Thanh Hải nhà bóng hợp lý. Trả bóng lại. Cầu thủ của Vân Sà Bùi Gia đã lùi sâu rất nhiều trước những tình huống lên bóng của đội Cùn Sao FC. Chuyển bóng dài. Duy Khương dứt điểm. Trận đấu sẽ còn khoảng 10 phút nữa. Chờ những nỗ lực của đội Quân Sóc trước cuộc đối đầu với đội bóng chủ nhà là Bất Động Sản Bùi Gia. Vân Đỗ. Hải Dương lên bóng. Hãy
Không được, bỏ lỡ rất đáng tiếc của Hải Dương. Nhưng 7-4 cũng là một kết quả rất tốt của bọn Đoàn Bùi Gia. Điều đó không quan trọng khi chắc chắn họ sẽ có một tấm vé chơi ở trận cuối cùng. Duy Khương chào Lương Bảo Hiếu, chào anh Phan Phúc, anh Minh Trần cũng đang theo dõi trận cầu ngày hôm nay đối với anh em Phổi Lâm Đồng. Và quý vị hãy thả tim để cổ vũ cho hai đội bóng giữa Bảo Sản Bùi Gia và đội Cú Sói SC Văn Quân. Hải Dương, cú sút nếu được tính thì có thể tính cho cây cột điện. Lên bóng cho được cú sói sẽ rất hiểm. Một lần nữa thử tài Trần Sang. Ngày hôm nay rõ ràng Trần Sang đã không có nhiều cơ hội để thể hiện. Những cú sút như vậy sẽ là điều tuyệt vời để thử sức Trần Sang. Thành Kiếm đối mặt bằng giả kịp thời của thủ thành đội Cú Sói SC đã ngăn chặn cú sút của Thành Kiếm. Vân Đỗ Kim Lộc lên bóng 3-2. Xin lỗi quý vị, một cú sút của Kim Lộc đã trúng vào vị trí của Cucu. Kim Lộc nhả bóng không vào, lại là Thành Khiêm. Thành Khiêm trong những thời điểm quan trọng lại không thể hiện được những điều mà anh mong muốn. Văn Quân, Thành Kiếm rất điểm không vào. Vẫn còn những tình huống phạt góc dành cho Bảo Sản Bùi Gia. Và lúc này cơn mưa lại nắng hạt hơn rất nhiều. Rất điểm, đã có thêm bàn thắng cho Bảo Sản Bùi Gia 8-4. Bàn thắng là của Văn Quân. Cú sút của Văn Quân đã chạm vào một vị trí của đội Cú Sói SC, đổi hướng và đi vào trong khung thành của đội Cú Sói SC. Nỗ lực Thanh Hải, góc sút đã quá hẹp. Và sau trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu giữa Bro FC và Sôi Gà Sona. Rất điểm, Thành Khiêm không vào. Một ngày quá vô duyên của Thành Khiêm. Quá vô duyên. Duy Khương, Thanh Hải, 1-2, Duy Khương. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Thành Kiếm đối mặt, xuất điểm, vẫn không vào. Xuất điểm, cú đánh đầu là của Văn Quân. Đã sửa lưng Duy Khương.
Kêu nó mỏi chân thấy sao á. Đá bay Gobi, đá bay bao. Tôi nhậu nhậu là cắm đầu đó. Lên bóng Thanh Khiêm đối mặt. Thanh Khiêm lần này đã có bàn thắng rồi, 9-4 cho bọn Sà Bùi Gia. Nỗ lực của Thanh Khiêm trước vòng vây của ba cầu thủ áo xanh, 9-4. Bi quản cố lên. Đây này có bị quản nha. Đây không có bị quản nha. Nguyễn Vượng không thể vượt qua được Xuân Sáng. Trần Sáng không thành bò trống, không vào. Nếu như tình huống đó bóng đi vào trong thành cũng không thể được xem là hợp lệ khi bóng đã chạm lưới. Duy Khương. Dứt điểm. Trận đấu sẽ còn khoảng tầm 2 phút nữa cho những nỗ lực của đội Côn. Họ đang bị dẫn trước với tỷ số là 9-4. Anh ơi. Cơ hội Kim Lộc. Kim Lộc không có chiêu sút đâu. Lộc thì có phải ở dưới bóng. Thêm nghe. Xuân Sáng. Thanh Khiêm không vào. Vân Đỗ. Thanh Khiêm dứt điểm. Đi chơi dài. Duy Khương khống chế bóng bất thành. Nó đẩy bóng đi xong rồi nó nhào nó tung anh cái nó chúng ta có thể xem lại vậy cho đâu anh đồng bạn chúng ta có thể xem lại cho bắn bay hoặc là Kim Lộc. Kim Lộc nỗ lực đưa bóng vào. Kim Lộc không có chân Kim là vô rồi đó. Ngôn ngữ là bất trị với Thanh Khiêm thì chúng tôi không thể dùng ngôn ngữ nào để mô tả Thanh Khiêm nữa. Cơ hội đối với anh là quá nhiều, nhưng tỷ lệ chuyển đổi thành bàn thắng chỉ là 3% mà thôi. Phút thi đấu chính thức cuối cùng giữa Bất Sở Bùi Gia và The Cool Shop FC. Tỷ số lúc này là 9-4 dành cho đội bóng chủ nhà. Nỗ lực của Duy Khương trước vòng vây của hai cầu thủ áo vàng rất khó khăn. Khi có hai vị trí là Kim Lộc và Xuân Sáng ở phía dưới, chắc chắn hàng hậu vệ của Bất Sở Bùi Gia đã được gia cố hơn rất nhiều. Bây giờ sẽ là lên bóng của Đa Cun. Không được. Đó cũng là điểm nhấn cuối cùng của trận đấu giữa Bất Sở Bùi Gia và Đa Cun Shop FC. Tỷ số chung cuộc là 9-4 dành cho đội bóng chủ nhà. Và sau đây quý vị có thể xem lại phần highlight của hiệp thi đấu thứ hai sau giây lát. Và trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Bờ Đầu FC và Soga Sona.
ướt hết lưng em rồi. Em lấy cái này em lấy cái này.